Hello, em xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Chào mừng các bác đã đến với cái video tiếp theo của máy xúc nhỏ của vỏ trái đất. Hôm nay em sẽ làm chuyển máy xúc đến một công trình mới rồi và đang đi làm để sửa đường khai thác đây các bác. Cái đường này mình nghĩ là từ ngày trước người ta dòng cây ấy, thì người ta đã mở một lần. Xong đến bây giờ là được thu hoạch cho các bác, cây cối, cây keo kia nó to rồi. Thì là chắc là các bác ấy đến bây giờ là mới đi lại thôi, thế nên cho nên là cái đường này là mình phải đi sửa lại để cho các bác ấy khai thác gỗ. Cái này là không phải là chủ nhà người ta gọi đến đâu, mà là cái ông chủ mà mua đất đấy các bác. Cái ông chủ mà mua gỗ ấy, cái bác gọi là buôn gỗ ấy, là bác ấy gọi máy đến để sửa. Đây nó có cái dây rừng. Cái đất này thì là do là cái đỉnh dốc này nó khá là cao cho nên là mình phải dồn hết cái đất lên cái đằng trên này đi để hạ bớt cái đỉnh dốc này xuống. Cái này thì người ta chỉ khai thác cây khoảng độ vài ngày thôi là người ta sẽ gọi là coi như là được ấy. Đấy. Nên là mình cũng không cần thiết là mình phải làm cho nó đẹp lắm hay là nó rộng rãi lắm. Để nó chỉ gọi là đủ để cho xe nó đi thôi. Cái chỗ này chỉ là xe lên xuống thôi mà. Đây là mắc đối trọng các bác. Máy đối trọng dài lắm, lúc mà đi đi làm đường là biết cái này là nó rất là rất là mắc các bác. Đằng trước kia nó có một cái búi hóp kìa, búi đó thì cũng bỏ đi thôi. Chỗ này thì là lúc trước mình mới gọi là cào sơ sơ qua thôi, xong bây giờ bắt đầu mình mới quay lại để mình cứ đứng quăng này. Cũng lúc trước mình đứng ở đằng dưới kia các bác, cái xích của nó gọi là cái đối trọng của nó bị cắm xuống ấy, nó nặng quá mà nặng máy có mình làm nó rất là khó, cho nên mình phải đi lên trên này, mình đứng ở trên này, xong bắt đầu mình chống ben vào múc đất thả lên trên này đi. Đối trọng là hơi hơi quẹt vào cái đất này. Cây này bỏ nó đi. Đấy, múc hết cái đất này cho lên đằng trên này đi. Ở phía đằng sau đây nó còn có cái đường cũ ấy, mà nó rất là nhiều cỏ luôn. Cỏ rất là nhiều, cực nhiều luôn. Chỗ này lúc lên thì mình bình thường thôi, nhưng mà lúc xuống là mình thấy là nó cũng khá là nguy hiểm đấy, bởi vì là nó rất là dốc, mà xuống dưới kia nó lại là đường bê tông rất là hẹp, nó lại ở dưới, phía dưới nữa nó lại là một cái đám ruộng nữa cơ, nhỡ mà mất phanh hay như nào rơi xuống ruộng là cũng đau đầu phết đấy các bác ạ. Cống đông thì thường thường này các bác ấy đi là các bác ấy cứ cài hai phụ vào, cắm hai phụ vào xong rồi đi xuống dốc, nó chậm thôi nhưng mà nó an toàn. Nhưng mà nó đi chậm thì mình dễ dàng mình xử lý được, phanh pháo thì không phải sử dụng đến. Một xe hàng gỗ to là cũng khá là nhiều gọi là nhiều cái cân nặng đấy các bác. Đấy, ủi tiếp nhá, đi xuống tiếp. Cái này thì nó hơi mắc một tí, mắc hai bên. Đất này thì mình xem mình có để lên bên trên này được không? Nếu mà để lên cái phía đằng bên tay trái này được thì tốt này. Vì cái bên kia mình quay đỡ bị mắc. À, để được ít. Thank you.
nó vào đó đi. Rồi cái cầu đất này nó đầy đầy lên một tí anh em nhá. Lùi lại một tí để mình chỉnh cho cái đường nó cân đối nhá. Nó không bị một bên cao bên thấp ấy. Không bị quanh. Bên này thì chắc mình cho cái cầu đất sang đây đi. Đứng bên này không biết là cái đối trọng nó có mắc không. Không bị mắc đối trọng. Bây giờ mình ủi sơ sơ thôi. Lúc nãy mình cũng lu qua rồi nhưng mà đi cái bên lên trước anh em nhé. Đường gọi là khá là đẹp. Lù thêm cho nó một lốt nữa. Đây khá là dốc đấy các bạn. Tương đối cân đối rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ lên phía trên này để mình sửa ở cái phần trên này nhé các bác nhé. Vì cái phần trên này là đường cũ nó có rồi nhưng mà bây giờ cỏ kia mọc rất là nhiều. Cái mùa này đi thì chắc là ong đốt cho thì cũng phê lắm đấy các bác. Thường thường mình thấy là các bác ấy đi làm là các bác ấy hay phát cỏ trước cơ. Nhưng mà cái bác này bác ấy lại không phát. Bác ấy lại để luôn cả cái ấy như thế này. Mình nghĩ là phải phát cỏ đi thì khai thác nó cũng dễ. Mà sau này ấy đốt một phát là ok. Đây có cái cây lúc nãy mình thấy nó xuống này. À, thôi vào đây đi. Đấy, các bác thấy không? Chỗ này toàn cỏ là cỏ đây này. Lên để mình gạt những cái chỗ này nhá. Xong bắt đầu mình mở nó đánh nó chéo vào đây. Đây có một cây khô chết từ ngày trước này. Chết từ ngày trước. Thôi nó gọn vào đâu. Nó đổ của nó đấy. Mình phải bỏ những cái cây này đi để mình nắn xem là cái đường nó đi qua chỗ nào hợp lý hơn. Vòi tí đất đi để cho nó lên cả rễ nha các bác nhá. Nó gãy cây.
hết cho nó sang bên này đi. Gốc này để moi lên nhé các bác nhá. Dọn cái chỗ này đi để làm một cái chỗ quay đầu ở đây. Này nó rộng sẵn rồi, mình chỉ cần gạt hết cỏ sạch đi là ok. Ủi lấy một bên vào kia các bác nhá, đứng thẳng một bên luôn. Cho nó một bên thì nó đi nó cân đường luôn. Bạn ơi, chèo chéo lên đây bác nhá. Vâng. Ok. Mình sẽ mở từ cái chỗ này nhá. Đây để làm cái đoạn cua này nó hơi to ra một tí để cho các bác cái xe hàng xuống nó đỡ bị tức dốc. Mình để ở đấy là sau này đi lại nó trơn lắm các bác ạ. Gạt nó đi ra thì bao giờ nó cũng gọn hơn, nó sạch sẽ hơn. Mất một chút công thôi nhưng mà đi lại nó thoải mái. Ba cái cua trở nó dễ này. Hơi chéo lên đây nha các bác nhá. Hơi chéo lên cái góc chỗ này. Mà thấy con ong nó bay ra là mình sẽ tìm luôn tổ nha các bác nhá. Mùa này rất là nhiều ong, hy vọng là nó sẽ gọi là mình sẽ gặp được một tổ để bắt cho các bác xem. Bên trong này nó thấp hơn một tí nha anh em nhé.
mình san như thế này thì nó được luôn, nó không phải ủi cái cả. Chung là nếu mà mình ủi thì do là cái chỗ nó cao, chỗ mình muốn nó vênh bên nọ vênh bên kia là nó không được. Vì vậy là mình phải cố gắng mình làm được bằng gầu ấy thì là nó hay nhất. Thấy nó cũng khá là rộng đấy các bác. Cây kia gọi là nó hơi rộng cỏ một tí thôi nhưng mà mình thấy là nó khá là rộng. Cái men của mình nó bị mưa với lại lâu ngày mình không bơm mỡ vào được các bác. Cứ lâu lâu nó mưa là nó lại kêu. Nhìn lên nhá. Khá là dốc ạ. Cái keo bé này thì cứ dập hết nó đi. Xin có cho không? Có một cái, nếu mà bây giờ mình đang rất là thích một cái chua. Cào đất bỏ hết sang bên cạnh này. Sang anh em nhé. Nhưng mà đi mở đường này lắm chỗ nó cũng đường giá nó cũng khó đi các bác. Cái chỗ này nó khô thì là đi lên nó cũng dễ thôi, không phải là khó. Nó có một ít rác nó rơi vào cái chân cần đây này anh em ạ. Đây là cái video này cũng khá là dài rồi. Mình xin kết thúc cái video đây nhá. Thì cái đoạn này mình làm thì nếu mà tí nữa mà rảnh thì mình sẽ quay tiếp một video nữa. Thôi tạm biệt, chào tạm biệt, hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo nhá. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Anh em xem video thì nhớ cho mình xin một like và hãy comment ý kiến của các bác ở dưới video này nhá. Thôi tạm biệt, chào tạm biệt. Ok.